cho cậu phép con trả cái mạng ra. Rồi nói chuyện đi. Rồi cứ nói. Ôi quá nhiều chiều trâu. Dù mình nó có nhiều chiều trâu. Thì do mình cứ nằm trong cái tổ chức cũng như nhỏ. Mình ở đây mình ngồi, mình nhớ cái góc. Ờ mình nhớ cái góc nữa. Chứ không có nằm trong cái tổ chức của chùa. Thường thường đó tôi nói cho mấy anh bây giờ đó, quan điểm cái lợi lộc thôi, chứ có nghĩ tới cái vấn đề gì hết, miễn là con vô thành ra không có hộp với mình đó, không có hộp. Tôi thì gia đình thì không có giàu, chỉ là bữa nào bác cũng đợi đây ngồi đây thôi chứ không. Yeah. Không có tham gia mấy tổ chức gì vừa nhỏ hết. Nhà gần đây không bác? Nhà ở đây cũng gần thôi. Yeah. Ở đây bao nhiêu tuổi rồi? Đây bác 52, 82. Dạ, 82 tuổi ngồi. Dạ. Nhờ biết sao không? Trong mình hiểu. Hai cái tay này đó là có tật từ nhỏ. Dạ. Yeah. Còn trẻ luôn. Vậy đó nghe không, mà có tật mấy cô khoái. Thằng em con á, thì ở đây thì nói chung nó cũng không biết, rồi ngủ ở nhà. Ừ. Rồi năm ông là cút đi đẳng kêu. Ừ. Kêu là phải đi lại chùa năm ông á, rồi con cũng không có đi, con đi mười mấy năm nay rồi con không có chờ cơ, con cũng không có dịp ở lại đây á. Ừ. Rồi em con nó mới hỏi, rồi con nói ở đây có chùa năm ông rồi. Ừ. Nãy vô nói coi nhìn coi có ông nào mà giống cái ông mà kêu cưng không, ông biểu á đi lại đây đi, rồi về giái mấy ổng á, rồi làm ăn mấy ổng độ cho. Tôi nói cho anh nghe, tại sao mà ở đây có năm ông? Dạ. Thường thường ta thờ quan thánh là ba ông thôi. Dạ. Thấy không? Dạ. Nhà có ba ông rồi. Thấy không? Dạ, ông quân rồi bao dây ổng vẫn dẫn ôm kêu chúa bảo vệ thiên chúa đi. Dạ. Chuyện tử long. Dạ. Kêu bằng này ta phán với ổng, ông ổng là võ thần chuyện tử long. Cái chuyện này không phải sơn vậy. À, cái chuyện này chỗ này là phải mấy màu đỏ hết. Dạ. Tại vì tuyết lý hồng. Nó kinh của ngựa này có tên đàng hoàng nghe không? Tuyết lý hồng. Dạ, tuyết lý hồng. Màu trắng là tuyết á. Dạ. Tuyết lý hồng. Cái chuyện này ở phải chân đỏ. Là màu hồng ấy ha. Ờ màu hồng. Tuyết, mỗi tuyết là màu lý ha. Ừ. Tuyết lý hồng. Tuyết lý, tuyết là trong cái tuyết có màu đỏ. Dạ. Tuyết lý là trong á. Dạ. Trong cái màu trắng có màu đỏ. Dạ. Chứ bằng tuyết lý hồng. Hôm nay con lại đây thì con gặp chú là con cũng rất mừng. Ừ. Là vì chú lớn tuổi ở đây là chú cũng biết được tất cả. Ừ. Nó sao cũng gặp dịp mai thì con cũng khi đi nhỏ nhỏ gì chỉ biết vô lại thôi chứ cũng đâu có biết như trong chùa như thế nào. Ừ. Dạ. Dạ, nhưng mà hôm nay con lại đây con gặp bác là con cũng rất là mừng, cũng như biết được ở trong chùa này như cái ông á. Có cái duyên đó. Dạ. Có cái duyên thành ra mình mới có cái duyên mình mới gặp rỡ. Dạ. Dạ đúng rồi, chứ nhỏ nhỏ không chỉ đi lại thôi chứ đâu có biết ở trong chùa như thế nào. Dạ, nhờ bác, cũng nhờ bác ở đây bác biết và bác tư vấn cho con biết. Con lại còn hỏi ông á, theo ngồi đây nè. Tới à. Kêu đó, kêu mấy đêm luôn đó, kêu lại chùa năm ông là người tỉnh đó. Cái bộ năm ông này nè, đúng ra là Trung Quốc tặng cho Thái Lan. Trung Quốc tặng hai bộ mà, một bộ cho Việt Nam, một bộ cho Thái Lan. Nhưng mà tới đây á, dòng bão. Trời. Dạ. Kiếm. Mà nó đi tầm lum hết trơn á, mà nó không có ghé ở đây thì bởi ổng. Dạ. Mới kêu đó, đến đi cũng đi chùa dữ lắm luôn. Có duyên lắm đó. Dạ. Mà nó tới đây bữa nay là gặp em, bác em người Việt. Dạ. Quê ở Cần Thơ. Nói, tại sao vô đây làm ăn, như làm đây ăn cũng gì, được. Nói, rồi ở đây cái luôn. Duyên hết á. Dạ, bữa nay. Chứ không phải khơi khơi là cái mình thấy không? Có cái duyên hết. Dạ. Ngày xưa thì con cũng đi chùa cũng gặp người lớn nhưng mà cũng không có cái kiểu như con không biết được ở trong chùa như thế nào gì đó. Không có vợ con. Trời, tại vì tôi nói cho nghe nó có cái vậy nè, mấy bà không có chê mình nhưng mà mình ngại đó. Mấy bà thương mình thật nhưng mà bà con dòng họ sẽ tê khác. Nói chứ ở cái người gì mà đi lấy cái người có tật cái người, nhưng mà sự thật là mấy bà thương mình. Yeah. Tôi nói nhiều chuyện. Dạ, nhiều khi á có bốn màu. Năm 75 á tôi trốn trong giường tôi, trong núi nhọn đó, ba bốn bà vũ nhau rồi.
rồi thăm thì hỏi trời ơi ông ở đây làm cái gì, ông buồn cái gì sao. Lúc đó mình cũng nói cho ngay đi, cũng có một chút xíu trình độ, cứ bắt đầu hứng ngâm thơ. Uất ức chút hờn thân cây cỏ, uất ức thì chút hờn thân cây cỏ là cỏ. Buồn tình nhẫm nát mảnh vườn hoang. Buồn tình thì đi vòng vòng nhẫm nát. Thì sáng nào cũng lại đang ngồi. Ngồi tới mấy giờ? Chừng cỡ 9-10 giờ về. Tại vì cái góc của mình mấy anh chung nhà. Ở chung với em gái với cháu gái. Gia đình thì không có thiếu thốn gì đâu. Nó ngay đi hồi đó nó A Tiên đó ha. Là ông già tôi đó là nổi tiếng nhất A Tiên. Tất cả ông Bận, ông Tỉnh, ông gì mới đổi rồi là phải thành lại thăm ông già trước. Không có làm gì hết. Nhưng mà nó có cái vậy nè. Mình vấn đề mình làm á, ai chân thiện ăn thua gì hết. Đó. Hành vi mình làm. Vậy là bác ở đây từ hồi đó tới giờ luôn hả? Ở đây là Hà Tiên thì bác 3 tháng rồi. Vậy hả? Vậy là ở đây là nói chung những cái gì là bác đã biết hết dành luôn ha. Nhưng mà có cái gì hay thì cũng như bác tư vấn bác nói cho tụi con luôn. Có cần gì nghĩa là không hiểu đâu. Ông hiểu mình tên gái là ông gì? Ông đó ông Châu Sương. Châu Sương. Châu Sương. Dạ. Ông đó là thi hành cái lệnh của ông. Mấy ông đó. Mấy ông kia thì không có làm gì hết, chỉ ông Châu Sương mới làm. Dạ. Nhưng mà ông nè. Ông giữa hả? Ông giữa là ông Quang Thánh. Quang Thánh. Hai ông, bốn ông. Bốn năm ông có thể. Năm bên hai ông. Bên tay mặt đó có con của ổng. Cái ông cầm cái ấn đó là con của ổng. Đó. Ông Quang Bình hay gì đó. Giờ cái mà thi hành cái lệnh đồ này nọ đó là ông Châu Sương. Bởi vậy á mình vô tới á. Mình giái ông trước. Giái ông giữa hả bác? Giái chính giữa, năm ông á, chính giữa mình giái. Mình giái rồi đó, mình có cần cái gì đó. Ha. Mình lại vuốt ông Châu Sương. Cái ông bìa á. Cái ông bìa bên tay trái. Bìa ở ngoài đó. Ông bìa ở ngoài á. Ông bìa ở ngoài này. Ông bìa ở ngoài. Một... Ông bìa thôi. Thì mình cũng giái hết, nhưng mà mình lại trong bìa đó, đó. Muốn, mình muốn xin cái gì đó. Mình nói ổng. Ông Châu Sương. Là tại vì ổng á, ổng là thi hành cái lệnh làm này cái làm chuyện này chuyện nọ là ổng làm xong. Chứ mấy ông kia là chỉ đưa ra cái lệnh này ông Châu Sương thi hành. Thành ra mình giái ông Châu Sương rồi. Thế mình coi mới cần cái gì một chút xíu đó. Mình lợi mình giái ổng mình vuốt tay ổng. Giúp đỡ mình cũng như mình cũng như cái là như là lời mình cầu xin vậy kêu ông giúp đỡ giúp đỡ nhiều con. Khi có duyên cái là có thật đó, nhưng mà cái gì cũng phải tùy cái duyên hết á không phải là muốn là nhưng có đâu. Cái tâm của mình thì mình hướng về đâu thì nó có đó. Đúng rồi. Cái tâm như cái tâm con là cũng quan đến đây một lần ha, nhưng mà cũng rất là linh đó nha, cho con mười mấy năm nay em mới trở lại. Như cái lời giải của mình thì mình độ mà ai này kia gặp mình gặp dịp mai chị thì có đó. Cái tâm quan trọng nhất. Bữa nay con không hên lại đây gặp bác cũng lớn tuổi. Bây giờ bây giờ nhiều người có cái tâm nhưng mà không phải nhân tâm mà giả tâm. Đúng rồi. Lòng con thú. Thành ra không có kể ra cái gì hết, miễn có lợi là làm mà. Không có lẽ kể. Còn nhưng mà mình qua mắt người ngoài được chứ không thể qua đúng mắt rồi, mẹ này không được. Để tôi nói cho nghe. Lúc tôi trẻ đó, lúc đó tôi mười mấy tuổi. Hai con ngựa này ở đầu đằng này có cốt của dân Pháp đợi tay á. Hai con ngựa này nửa đêm chạy ra chơi á. Đêm nào cũng lóc 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 chạy ra ha. Chạy ra gì hả? Không có cởi, không có cởi, cũng chỉ chạy ra chơi thôi. Hai con ngựa này nè, lúc đó được tôi mười mấy tuổi tuổi đó, chỗ cái góc này nè. Cái đồn đợi tay cái miếng lính nó tưởng đó là gì tổng vô
ở đó Việt Minh á. Dạ. Chuẩn bị Việt Minh vô. Nó xây cúng bắn rầm rầm rầm. Ba bốn đêm liên tiếp mới biết. Hồi xưa nghe tiếng mà không thấy người. À, nghe tiếng rất rất rất. Chứ không có thấy con ngựa nữa. Dạ. Để ông đó. Châu xương. Ông bìa bìa đó là ông Châu xương. Bên tay trái này. Tay trái á, bìa bìa á. À, tôi 60 tuổi. Hồi xưa tôi nói cho nghe. Nào. Ờ vậy hả? Trước đây làm đấy ha. Hồi xưa. Thì đúng rồi, bây giờ mình chín là có năm còn hiện hình ra được. Dạ. Mà có năm còn vừa như hiện hình ra được. Tại như tại sao không? Bây giờ á mình nói đó, mấy đứa nhỏ nói mình nói từng tầng thoại. Dạ. Cái sự tập đó, mấy năm trước đó, hai con ngựa này ra, mấy ông tướng này ra được, thấy được là tại sao. Anh nên nhớ là vậy nè, hồi xưa đó, dân ít, cái dương khí, âm khí, thành ra mấy hiện được, hiện được. Cái thần thánh là nhờ cái âm khí nó hiện, thành ra là của chị âm mà. Rồi bây giờ đó, dần quá dần á, thành ra dương khí quá, dương khí quá. Thành ra mấy ông nó đã, không có hiện ra được. Đâu thì ở đó thôi, không, không có ra. Không, nếu có duyên đó, yeah. Thì mấy ông đã cho mình nhận tin bao. Yeah. Chứ mấy ông mấy bà không có hiện được, tại vì yeah. dương khí quá mạnh. Yeah. Mấy ông mấy bà không có nhờ cái dương khí mà đi được. Yeah. Mấy ông mấy bà hiện được là nhờ cái âm khí. Yeah. Mình nên biết là âm dương cái có vụ đó đó. Hồi xưa bởi vậy á. Hỏi bác mà được. Trong trí chị này chị hỏi cái ông này là ông nào bác? Không đó, ông này là dân giữ ngựa thôi. À, mã tu thôi. À. Con ngựa này nè, nó quẹt chỗ này là không. Nó phải sơn chỗ này là đỏ hết. Chứ không phải chấm chấm năm địa đâu, phải đỏ hết. À. Là con ngựa kia đó là xích thố. Là lúc đầu tiên là của ông Lữ Bố. Lữ Bố sau này á ông Tào Tháo mới tặng cho ông Văn Thánh. Yeah. Giờ con này á là ông chiến thần Triệu Tử Long gửi.